Vâng, xin chào quý vị các bạn. Trước mắt quý vị các bạn là chiếc Kia Carens hoàn toàn mới. Trong lần giới thiệu lần này thì Kia công bố là chiếc xe này sẽ có 3 tùy chọn động cơ xăng 1.5 lít, động cơ dầu 1.5 lít và động cơ turbo 1.4 lít. Trong đó thì cái động cơ turbo 1.4 lít ấy sẽ được trang bị cầu số ly hợp kép 7 cấp. Thế cho nên là mình dự đoán nhé, đây sẽ là một cái mẫu xe mà cho chúng ta một cái cảm giác lái mới. Thực tế thì nhiều người cho rằng đây sẽ là một chiếc MPV thì hợp lý hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy Kia Carens được phân cấp sang cái dòng SUV hạng C cũng hợp lý thôi. Bởi vì cái thiết kế của nó thiên về cái cả cái trải nghiệm, cái góc nhìn của một chiếc SUV hơn. Ở phần đầu xe thì được giấu đi cái phần lưới tản nhiệt xuống phía dưới. Và ở bên trên này thì là một cái giải đen, piano đen bóng kết hợp với một cái giải chrome nối liền sang hai bên cụm đèn, khiến cho cái phần đầu xe của chiếc Kia Carens này có một cái góc thiết kế tương đối là hiện đại, giống như một chiếc xe điện ở tương lai bây giờ. Phần đèn này thì được trang bị đèn xi nhan này, đèn định vị ban ngày này, đèn cốt, đèn pha và đèn sương mù đều là công nghệ LED hết. Nhưng mà cá nhân mình thì mình đánh giá chưa cao khi mà cái cụm đèn pha cốt của chiếc Kia Carens này trang bị là chóa phản xạ. Với cái chóa phản xạ này thì khi chúng ta đi di chuyển ở đường trong phố thì không sai, mà ra đường ngoài đường tỉnh lộ thì nó sẽ có cái khả năng gom sáng chưa được tốt đó. Trong cái giải sản phẩm lần này của Kia thì cái mức giá sẽ dao động từ 619 triệu cho đến 859 triệu và sẽ có cả cái lựa chọn, cái tùy chọn là 6 ghế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sang bên phần thân xe. Tất cả những cái phiên bản động cơ 1.5 lít và 1.4 lít thì chiếc Kia Carens này đang nhỉnh hơn tất cả những đối thủ ở trong phân khúc. Ví dụ như chiếc Xpander này, Velocross này hay là chiếc XL7. Thường thì những mẫu xe đó sẽ có cái chỉ số công suất nó khoảng tầm 105 đến 104 mã lực thôi. Nhưng mà riêng chiếc Kia Carens này, động cơ xăng 1.5 lít là 110 mấy mã lực ấy. Và cái mô men xoắn cực đại của cái mẫu Carens này nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, sử dụng lốp Continental la răng 17 inch, thông số lốp là 215/55. Theo cá nhân mình thì mình đánh giá rằng cái phần thiết kế của chiếc Kia Carens mới này nó là một cái kiểu thiết kế tương đối là cân so với cả tổng thể của một chiếc xe. Đây, những cái phần ốp từ vòm bánh này, những phần hông xe này đều là những cái thiết kế theo cái thiên hướng một chiếc SUV. Tay nắm cửa bên mở, tay nắm cửa bên lái và bên phụ thì đều được trang bị cái nút mở khóa và khóa cửa. Đây cũng là một trong những cái trang bị mà nhiều người rất là thích. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong khoang cabin đi. Đây, mời các bạn sẽ vào cái cửa bên này để chúng ta cùng xem cái thiết kế. Theo cá nhân mình đánh giá nhé, thì chiếc Kia Carens này có được cái phần bảng táp lô nhỉnh hơn hẳn so với những cái đối thủ ở trong cùng phân khúc. Từ cái phần màn hình trung tâm này, được thiết kế dạng lớn này, đồ họa đẹp này. Đây các bạn nhìn này, độ nhạy rất là tốt nhé. Đó, điều hòa tự động. Và những cái phần trang bị ở phía dưới đây thì các bạn có thể thấy rằng này, có nút bật camera này, cảm biến này. Ghế là có cả tính năng làm mát ghế nhé. Bên này thì có drive mode với các cái chế độ lái Eco, Normal. Họ hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Đây, những cái tính năng như thế này thì mình đánh giá một chiếc SUV ở trong phân khúc hạng C là rất cần thiết nên có. Rồi, quay lại một chút với phần camera ở phía trên. Thì góc nhìn này thì các bạn sẽ có thể quan sát được. Hiện tại cái điều kiện ở sự kiện này thì nó hơi tối một chút. Thế nên mình đánh giá là cái camera này dùng hiển thị ban ngày thì khá là ok với các cái góc mình có thể cài đặt được ở đây. Đó. Rồi, quay xuống phía dưới đây thì là khu vực cần số này. Đó, có phanh tay nhưng mà phanh tay cơ thôi. Ở trong cái phân khúc MPV như là Xpander này hay là Veloz các thứ thì chỉ có Xpander là có cái trang bị số địa phanh tay điện tử. Và các bạn có thể nhìn này, những cái chi tiết ví dụ như là cái phần cửa gió điều hòa ở đây nhá, được giấu rất là khéo một cái đường mà. Khi chúng ta cần chúng ta có luôn cả cái phần để chai nước như thế này. Mình thì mình rất đánh giá cao cái vị trí để chai nước như này. Và có đèn viền nội thất. Đây, có đèn viền nội thất. Phần phía trên này thì là ốp nhựa piano đen bóng và với cái họa tiết cơn sóng khá đẹp. Cái họa tiết này mà bên trong đây mà sử dụng một cái hệ thống đèn viền để làm nổi lên thì quá ấn tượng luôn. Ghế được trang bị là ghế da. Đó.
có cái phần đục lỗ ở trên da, phần lưng ghế và nệm ghế thì ngồi nó sẽ thoáng hơn. Có một cái chi tiết này mình cảm thấy khá hay này, là cái khu vực để chai nước ở dưới này thì là có cái phần cửa gió để các bạn có thể mở ra và làm lạnh. Bệ tì tay ở đây thì khá nhỏ thôi, nhưng mà có thể chia làm hai ngăn để các bạn có thể để được đồ. Đó, rất là thuận tiện. Đây là phiên bản cao, thế cho nên là có trang bị cửa sổ trời. Rồi chúng ta sẽ cùng xuống cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái hàng ghế thứ hai. Ồ, rất là hay. Khi mà Kia lựa chọn cái phương án là đưa cái chỉnh gió điều hòa xuống cái vị trí phía dưới này, có thiết kế đẹp này, sử dụng cũng khá là thuận tiện. Và các cái cửa gió điều hòa ở trên chiếc Kia Carens này thì được trang bị ở trên phần trần xe ở đây. Đó, cái cửa gió, và cửa gió này có thể tắt bật trực tiếp ở đây luôn. Nói chung là những cái thiết kế này của Kia thì mình đánh giá cao, đẹp, tiện dụng. Và phía dưới thì có trang bị bàn làm việc. Thật ra cái bàn làm việc này thì mình nghĩ là chỉ làm những cái việc nho nhỏ, ví dụ một chiếc iPad hay điện thoại thôi. Để những cái vật to này thì mình thấy là nó chưa được tốt lắm, mắc chỉ có 3,5 kg thôi. Có vị trí để chai nước này, có những cái chỗ để dắt đồ này. Đấy. Hai cái cổng sạc ở phía dưới này thì là cổng sạc Type C. Chuẩn Type C thôi, bây giờ hiện đại rồi mà. Đây, mình sẽ xuống cái hàng ghế thứ ba. Đây, mình sẽ set up cái vị trí ghế ngồi ở đây nhá. Set up hẳn cái vị trí ngồi như thế này đi cho nó thoải mái. Đấy. Rồi, mình sẽ đi sang bên kia để đi xuống hàng ghế thứ ba ngồi thử xem. Khi mà xuống hàng ghế thứ ba thì các bạn có một cái nút ấn ở đây để thao tác nhanh gập ghế. Đấy. Có một không gian khá tốt để xuống cái hàng ghế thứ ba. Ồ, để xem nào. Ghế này ngồi ổn quá, quá ổn luôn các bạn ạ. Rất là thoải mái. Mình là một người cao 1m76 và nặng đâu đó khoảng 75 kg. Thì mình ngồi ở cái vị trí này, với cái độ ngả lưng ghế này thì mình nghĩ là mình sẽ đi được quãng đường dài. Không biết là cái hệ thống treo của chiếc Kia Carens này khi mà vận hành thì nó sẽ có cái trải nghiệm như thế nào. Nhưng mà cái không gian này thì mình đánh giá cao. Cửa gió điều hòa đến tận đây luôn. Ô cửa kính hai bên, vị trí để cốc nước các thứ nhiều. Và có cả cổng sạc Type C xuống đến vị trí hàng ghế thứ ba luôn. Đây các bạn thấy đấy này, cổng sạc Type C ở đây. Chỉ có một cái mà mình thấy là cái mức giá mà nhà sản xuất công bố cho chiếc Kia Carens này thì nó đang vượt qua những cái đối thủ xung quanh kha khá. Và có lẽ là nhà sản xuất cũng muốn định vị rằng chiếc Kia Carens này là một cái sản phẩm SUV hạng C mà nó có nhiều trang bị hấp dẫn. Ở đây thì những cái vị trí để đồ như thế này, các bạn thấy này, có cái đèn viền nội thất vào đến đây luôn. Đây, mình có thể để chiếc điện thoại để đồ ở đây. Đấy, đèn viền nội thất vào đây luôn. Nói chung là những cái vị trí để đồ trên các cái hàng ghế của Kia Carens thì khá tốt. Và loa là trang bị loa Bose. Đây là với bản cao nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng vào cái vị trí bên ghế lái để xem. Đây là phiên bản được trang bị ghế lái chỉnh điện. Đây, ghế lái chỉnh điện. Vô lăng được thiết kế dạng đê cắt này. Đấy, có ga tự động. Trên chiếc xe này thì chưa được trang bị cái gói hỗ trợ lái an toàn. Đấy. Đồng hồ ở sau vô lăng cũng đẹp. Đấy, mình có thể chuyển các drive mode để chuyển cái phần đèn nền ở bên trong. Mình thấy là chiếc đồng hồ Odo này thì được làm thành 3 cái màn hình nhỏ. Eco, Normal và Sport. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái nắp động cơ lên để xem. Phiên bản này là phiên bản động cơ dầu. Động cơ dầu 1.5 lít này sản sinh cái công suất là 113 mã lực và 250 Nm mô men xoắn, đi cùng với cái hộp số 6 cấp biến mô. Nếu như mà để mình xét và so sánh ở trong cái phân khúc này ấy, thì đây là một cái lựa chọn rất hợp lý. Bởi vì tại sao?
Động cơ dầu thì nó có mô men xoắn cao, khiến cho cái việc mà những bạn mà cần một cái mẫu xe rộng đủ đi gia đình này, có thể đi đường đèo núi nhiều này, thì mô men xoắn cao nó sẽ là một lợi thế để các bạn vượt đèo dốc các thứ được dễ dàng hơn. Và mình thật sự là không thể ngờ được rằng cái động cơ 1.5 lít dầu của Kia Carens nó lại êm như thế. Đây các bạn có thể nghe trực tiếp nhé, các bạn phải nghe trực tiếp. Quá êm luôn. Và hiện tại thì mình cảm thấy nó không hề mùi một chút nào cả. Cái này là một cái yếu tố mà mình đánh giá Kia Carens là một cái sản phẩm mà Kia đang rất là chú trọng tại thị trường Việt Nam. Được trang bị toàn đồ ngon thôi. Đây là phiên bản sử dụng cái động cơ turbo 1.4 lít. Phiên bản này thì cho ra cái công suất là 130 mấy mã lực ấy, và mô men xoắn cực đại thì 238 Nm. Với cái động cơ turbo thì được trang bị cái hộp số DCT 7 cấp liệp kép. Cái động cơ và cái trang bị hộp số này thì nó sẽ mang lại chúng ta một cái cảm giác lái có lẽ là nó sẽ thể thao và phấn khích hơn một chút xíu so với tất cả xe ở trong cùng phân khúc. Xét về cái phần thiết kế và trang bị bên ngoài thì giữa những cái phiên bản xăng 1.5 này, động cơ turbo này và động cơ dầu thì nó không có cái thay đổi khác biệt nào ở mặt bên ngoài từ trang bị cho đến thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong khoang cabin đi để mình xem nó có cái sự thay đổi nào không. Ở bên trong này thì các bạn thấy là chiếc xe này đã được trang bị 6 ghế này. Đó, trang bị cấu hình là 6 ghế. Với hai cái vị trí ngồi như thế này thì mình đánh giá rằng tương đối là thoải mái. Đi qua đến phần màn hình giải trí trung tâm thì chúng ta sẽ có một màn hình đặt ngang, và cái độ sắc nét thì chúng ta sẽ có phải bàn rất là nét, và tất nhiên là nó sẽ hay quá. Cái phiên bản này 6 ghế và có cái bàn làm việc như thế này thì ngon. Và rất đáng nói ở đây là... Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần không gian để đồ chiếc xe này đi. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái phần thiết kế ở phía sau nhé. Đây các bạn có thể thấy cái thiết kế phía sau của chiếc xe này là một cái thiết kế mình đánh giá là đẹp. Đẹp. Đèn này, rồi những cái ốp chrome ở phía dưới, nó giúp cho mình thấy rằng cái phần đuôi xe và cái ngang xe của chiếc xe nó to hơn, nó rộng hơn và nó bề thế hơn. Hơi tiếc nhỉ, cái đèn này mà cái chỗ nhựa đen, nhựa đỏ này mà có cái phần đèn nền ở bên trong nữa thì không có gì để phải bàn cả. Nói chung là cái phần cửa cốp này làm mình thấy là có lẽ là hơi mỏng để nó tạo ra một cái không gian để đồ bên trong này tốt hơn. Đây là cái vị trí mà mình đang để ngả ghế nhiều nhất rồi nhá. Ở phía dưới đây thì có ba cái vị trí khay để đồ, để các bạn có thể để những cái đồ dùng, ví dụ như kiểu đây là bộ cứu hộ kích lốp này. Đây, những ngăn để đồ như thế này. Và nếu như mà các bạn di chuyển đủ full 7 người mà người ngồi hàng ghế thứ ba mà muốn thoải mái thì chúng ta sẽ phải hy sinh đi một phần cái không gian để đồ ở hàng sau này. Đó. Chỉ khi nào mà chúng ta gập cái này xuống thì các bạn mới có được cái không gian để đồ tốt thôi. Quý vị các bạn có những cái đánh giá như thế nào về Kia Carens thế hệ mới này? Các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới nhé. Và trong chiều nay thì mình sẽ có một cái video lái thử trải nghiệm nhanh chiếc xe này ở trên đường thử của nhà máy Thaco Kia. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo.